nay thì theo như mọi người cũng biết thì là văn hóa FPT của chúng mình có một cái ngày vào ngày 13 hàng tháng được gọi là ngày thiết thực. Thì vào cái ngày 13 hàng tháng đó thì câu lạc bộ tình nguyện của Melbourne Polytechnic Việt Nam sẽ phối hợp với phòng công tác sinh viên để bán hàng từ thiện gây quỹ để cho cái chiến dịch mãi cho em này. Và vừa qua thì Vitech FPT cũng có tổ chức một cuộc thi, đó là cuộc thi ngàn năm ký ức. Cuộc thi này thì dành cho sinh viên khối ngành thiết kế đồ họa, và các bạn sẽ tự tay thực hiện ra những cái tác phẩm. Bọn mình đã có một cái ý tưởng đấy là sẽ bán đấu giá những cái bức tranh này của các bạn sinh viên để cũng gây quỹ, và cả hai sẽ tất cả những cái khoản tiền này thì bọn mình sẽ gộp chung vào để tạo thành quỹ từ thiện của dự án mùa hè cho em. Do đó thì bọn mình quyết định là bắt đầu khởi động chiến dịch mùa hè cho em vào mùa hè. Và điểm dừng chân đầu tiên của bọn mình là làm trẻ em SOS Hà Nội. Khi mà mình sang những cái buổi đầu tiên để mà liên hệ với quản lý ở bên là trẻ SOS Hà Nội thì mình có hỏi là các em ở bên đấy thiếu gì nhất, thì người quản lý có trả lời là các em là thiếu tình thương nhất. Thì cái mục tiêu mà bọn mình hướng đến chính là mang lại tình thương cho các em, lan tỏa sự yêu thương từ sinh viên Vitech Melbourne Polytechnic đến với các em tại làng trẻ SOS. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình vừa làm được một việc tốt và ý nghĩa. Ngoài ra thì em còn cảm thấy rất là may mắn khi mà em có một cuộc sống đầy đủ hơn các bạn. Điều đó thì lại càng làm cho em muốn tham gia những hoạt động đó nhiều hơn để mà có thể đem lại một chút vui vẻ đến cho các bạn. Khoảnh khắc mà đem lại cho em kỷ niệm đáng nhớ nhất thì em nghĩ là lúc mà tham gia hoạt động viết tranh tô tượng cùng các bạn. Khi ấy thì em được nói chuyện với các bạn, em cảm thấy em hiểu hơn và đồng cảm hơn với các bạn ấy. Đối với mình, kỷ niệm đáng nhớ nhất là nụ cười của các bạn nhỏ khi nhận được những phần quà và những khoảnh khắc được làm việc cùng với các bạn tình nguyện viên trong câu lạc bộ. Sau khi chương trình kết thúc, mình cảm thấy rất vui và tự hào khi được trao đi những phần quà nhỏ bé, bởi vì mình đã đổi lại được những nụ cười vô cùng quý giá. Thông qua dự án này, mình muốn nhắn nhủ với mọi người rằng một hành động nhỏ của bạn cũng có thể đem lại sự khác biệt to lớn cho người khác, và mình cũng muốn lan tỏa những hành động đẹp đến với mọi người. Và mình mong rằng thì những cái văn hóa tại FPT sẽ còn lan tỏa để mà có thể giúp đỡ thêm nhiều trẻ em nữa.